Hòa Ái và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 11 với một số tin tức đáng chú ý. Người Uyghur ở Thái Lan bị trả về Trung Quốc. Giá dầu tiếp tục trượt dốc trong năm tới. Thưa quý vị, giới chức Trung Quốc tại Thái Lan vừa xác định được khoảng vài chục người Uyghur đến từ Tân Cương và được cảnh sát Thái cứu thoát khỏi một trại buôn người. Những người Uyghur này sẽ được gửi trả về nước. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay cho biết, Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Songkla, miền nam Thái Lan, đã xác định được một vài người đàn ông và phát hiện hàng chục người, trong số họ là người Uyghur. Tờ báo trích lời của một quan chức ngoại giao Trung Quốc tên Quinn cho biết, một khi được xác nhận chính xác là công dân Trung Quốc, những người này sẽ được gửi trả về Trung Quốc. Trước đó, cảnh sát Thái cho hãng tin Reuters biết là có khoảng 200 người được cứu thoát vào tháng 3 vừa qua. Và đây là những người Hồi giáo Uyghur đến từ miền Tây Trung Quốc. Nhiều người trong số họ rất tức giận trước những hạn chế về văn hóa mà chính phủ Trung Quốc áp dụng đối với văn hóa và tôn giáo của họ. Năm 2009, 20 người Uyghur đã bị Campuchia trả về Trung Quốc bất chấp những phản đối của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền vốn lo ngại những người này sẽ phải đối mặt với những án tù dài hạn. Ủy ban Thanh tra và Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa phát hiện được 37 kg vàng và các giấy tờ của 68 ngôi nhà cùng 120 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 19 triệu 600 ngàn đô la Mỹ bằng tiền mặt trong căn nhà của một quan chức Đảng Cộng sản. Tân Hoa Xã loan tin này hôm qua. Số tiền mặt và vàng được phát hiện tại nhà của ông Mã Chao Kun, cựu quản lý công ty cung cấp nước Bắc Đới Hà ở tỉnh Hà Bắc. Ông này đang bị điều tra về tội tham nhũng và sử dụng công quỹ không đúng mục đích. Trường hợp của ông Mã cũng giống như nhiều trường hợp tham nhũng tương tự khác tại tỉnh Hà Bắc mà Tân Hoa Xã gọi là quan chức nhỏ tham nhũng khổng lồ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi nhậm chức vào năm 2012 đã hứa là sẽ đấu tranh chống tham nhũng và mục tiêu nhắm vào là các quan chức cao cấp cũng như những người cấp thấp trong một chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc. Điều tra viên của Liên Hiệp Quốc hôm qua đã bác bỏ bất cứ khả năng thỏa hiệp nào đối với những nỗ lực nhằm bắt buộc Bắc Hàn phải trả lời các cáo buộc về những tội ác chống lại loài người và nói rằng việc bắt lãnh đạo Bắc Hàn phải chịu trách nhiệm là một việc làm vô cùng to lớn. Ông Mazuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Bắc Hàn, nhấn mạnh việc lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un từ chối chấm dứt các đối xử thô bạo với con người bắt đầu từ trước khi ông lên nắm quyền sẽ khiến ông ta trở thành đồng lõa trong các tội ác này. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến vào tuần tới sẽ bỏ phiếu một nghị quyết do EU và Nhật Bản đề xuất lên án Bắc Hàn và đề nghị đưa lãnh đạo nước này ra tòa hình sự quốc tế ở The Hague. Bắc Hàn cũng đã bắt đầu một chiến dịch ngoại giao để bác bỏ nghị quyết này. Bắc Hàn đã đề nghị cho ông Darusman đến thăm Bắc Hàn nếu bỏ đi điều kiện về việc bắt ông Kim Jong-un phải chịu trách nhiệm và ra tòa. Thưa quý vị, quân đội Philippines chạm súng với phiến quân Hồi giáo ở đảo Jolo vào hôm qua khiến cho 14 tay súng hai bên thiệt mạng. Giới chức quân đội Philippines cho biết đây là vụ đụng độ lớn đầu tiên kể từ khi quân đội bắt đầu chiến dịch lùng kiếm từ một tháng trước trên hòn đảo ở vùng cực nam Philippines. 9 phiến quân Ablu Sayyab bị hạ sát trong cuộc chạm súng dài 4 giờ đồng hồ khi quân đội tấn công vào một căn cứ do 300 phiến quân thân Al-Qaeda chiếm giữ. Phía quân đội có 5 binh sĩ thiệt mạng và 26 người bị thương. Đại tá Alan Arroyado, chỉ huy trưởng quân sự đảo Jolo cho biết quân đội sẽ tiếp tục chiến dịch truy quét. Quân đội mở cuộc hành quân lùng kiếm phiến quân trên đảo kể từ khi hai người Đức bị bắt cóc và được thả hôm 17 tháng 10 vừa qua. Trước cuộc chạm súng hôm qua, quân đội chỉ phát hiện được vài căn cứ bị bỏ trống. Và sau cùng, tin liên quan đến giá dầu sẽ có thể trượt dốc trong năm 2015 do nhu cầu thấp và sản lượng dầu đá phiến tăng. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết như vậy vào hôm qua. Giá dầu toàn cầu đã giảm khoảng 30% kể từ tháng 6 vừa qua và giá tương lai của dầu thô sụt giảm vào hôm thứ Năm là điều chưa từng thấy từ tháng 9 năm 2010. Với mức hiện tại là 80 đô la một thùng. IEA cho biết, mặc dù có những đồn đoán cho rằng giá sản xuất dầu đá phiến còn cao, nhưng sự chênh lệch giữa nhu cầu và mức cung cho thấy giá sẽ không lên. Theo IEA, việc trở lại mức giá cao như trước kia có thể sẽ không sớm xảy ra và một chương mới trong thị trường dầu đã bắt đầu.
Báo cáo mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định, việc giá dầu tiếp tục giảm, nếu được duy trì, sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá dầu thấp sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các nước xuất khẩu dầu thô là Venezuela, Iran và Nga. Trong khi đó, IEA nhận định, việc sản xuất ở mức giá hiện tại hoặc thấp hơn sẽ không hẳn là không có hiệu quả về kinh tế, nhưng sẽ có tác động xấu tới bất ổn xã hội và do đó gián tiếp ảnh hưởng đến việc sản xuất. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afvietnamviet.net. Nếu bị tư lượng ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app miễn phí của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Hòa Ái và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.